Đại phu vốn dĩ phải là người chữa bệnh cứu người cứu người khỏi chất, cứu giúp người bị thương ngươi vì dược liệu của ta mà lại dám làm ra loại chuyện như thế này ta ta không biết cô đang nói gì chẳng qua là cô may mắn cứu tỉnh được nó mà thôi thật sao ngươi đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà lâm kiều kiều quay đầu hỏi cậu bé ngươi có ăn gì hắn đưa cho không hoặc là có nhận được vật gì từ hắn không kiều kiều cô nương của nhiên là thần tiên giáng trần có thể biết được những chuyện này hắn vừa nãy gặp ta đưa cho ta và ông nội một cái bánh bao Chúng ta thường xuyên không có cơm ăn Vất vả là mời có bánh bao Đối với hắn ngàn lời vạn lời cảm tạ Ta còn tưởng hắn là người tốt Ai ngờ ta ăn bánh bao của hắn xong liền hôn mê bất tỉnh Tiếp theo ta không biết gì nữa Cho đến vừa nãy ta tỉnh lại nhìn thấy cô Ăn bánh bao của ngươi xong liền hôn mê bất tỉnh Ngươi nói có liên quan gì đến ngươi không Ta chẳng qua là thấy hắn đáng thương Mới cho nó một cái bánh bao ăn Không ngờ nó lại bịa đặt nói xấu ta Không phải người tốt ngược lại còn vu ăn bánh bao của ta có vấn đề ngươi mới là người xấu trước đây thân thể ta rất khỏe mạnh chính là ăn bánh bao của ngươi xong mới đột nhiên không khỏe sau đó ngươi lại đột nhiên xuất hiện nói là chữa bệnh cho ta ngươi nói trùng hợp không một người ở trên huyện thành hỏi ta muốn mua dược liệu bệnh nhân hắn chữa trị cũng chính là lão thai ở cẩm nương phường vừa đúng cũng là uống thuốc của hắn kê mới đột nhiên hôn mê bất tỉnh người đang yên đang lành bị những người các người chữa trị đều vô duyên vô cớ hôn mê bất tỉnh hơn nữa nếu ta đoán không nhầm Ngươi hẳn cũng là người của bảo an đường Lần trước ta đến bảo an đường bán dược liệu Giá cả không thương lượng được Cho nên việc buôn bán này không thành Kết quả trong vòng 10 ngày ngắn ngủi Liền có hai người nghĩ cách hỏi ta dược liệu Đúng là vô sảo bất thành thư mà Hư, chính là bọn chúng muốn dược liệu của kiểu kiều cô nương Cho nên mời cố ý khiến chúng ta hôn mê Sau đó tống tiền cô, nghe thấy chưa Cách làm của ngươi thật sự quá vụng về một đứa trẻ con cũng nhìn ra được đấy Đại phu nhất thời á khẩu không nói nên lời Còn những người ở lại đều là quần chúng không rõ chân tướng Đông loạt hắn tìm đã sớm chạy trốn không còn một ai Hư, thật là đồ lòng lăng dạ thú Việc buôn bán không thành, lại nghĩ cách hãm hại người ta Loại người này Nên bị đưa đến quan phủ trừng trị Giống như đôi vợ chồng bị chém đầu lần trước vậy Tên thầy lang nghe thấy lời mọi người Vội vàng nhận lỗi nói Ta thừa nhận ta có bỏ đồ vào trong bánh bao nhưng không phải là thuốc độc gì, chỉ là thuốc khiến người ta hôn mê mà thôi. Ta không phải người của bảo an đường, ta chỉ muốn dược liệu của Lâm Kiều Kiều để chữa bệnh mà thôi. Vợ ta ở nhà mắc bệnh nặng. Cần dược liệu quý giá để chữa trị, nhưng ta không có tiền, cũng không tìm được dược liệu. Nghe nói cô ấy có dược liệu, cho nên ta chỉ có thể dùng hạ sách này. Xin các vị đừng đưa ta đến quan phủ, nếu không vợ ta chỉ có thể bệnh chết mà thôi." Ban đầu quần chúng phẫn nộ. Nghe thấy lời này có chút thương hại nhìn hắn, hóa ra cũng là người đáng thương. Xem ra là người thương vợ đấy. Chẳng qua là dùng sai cách mà thôi. Lâm Kiều Kiều không khỏi nhìn hắn bằng con mắt khác đến nước này rồi hắn lại có thể bịa ra một câu chuyện tình yêu thương vợ đầy bi lụy câu chuyện này của ngươi cứ một mạng người hơn xây bảy tòa tháp chùa hơn nữa mọi người vừa nãy không phải nói rồi sao đây chính là chuyện công đức vô lượng nếu vợ ngươi cần dược liệu chữa bệnh vậy ngươi dẫn ta đi xem đi ta sẽ sai người mang linh dược đến như vậy có thể chữa khỏi bệnh cho bà ấy hắn ta ánh mắt làng tránh cúi đâu nào có vợ bệnh nặng nào đều là hắn thuận miệng bịa ra bây giờ những người này muốn đến nhà hắn xem Hắn biết đi đâu tìm một người phụ nữ bệnh nặng đây? Sao ngươi còn không đứng dậy? Không phải ngươi đang vội cứu vợ sao? Bệnh của bà ấy sẽ lây nhiễm, các vị vẫn là đừng đi xem thì hơn. Đưa dược liệu cho ta là được rồi. Không sao, ta có linh dược, ta không sợ bị lây nhiễm. Hơn nữa mọi người chỉ đứng ngoài nhà ngươi nhìn. Làm sao có thể bị lây nhiễm được? Dù cô có linh dược cũng không thể vào trong, dù sao bệnh này rất nghiêm trọng, vạn nhất linh dược không chữa khỏi, tội lỗi của ta sẽ rất lớn, tội lỗi của ngươi vốn dĩ cũng không nhỏ. Ta không sợ chết. Bớt lề mề đi. Mau dẫn chúng ta đi. Chẳng lẽ ngươi lại đang nói dối Ta không có nói dối Vậy thì mau đi thôi Hắn ta chỉ có thể đi phía trước dẫn đường Đến chợ đông người, hắn liền co giò chạy Diệp Lan lập tức đuổi theo Hắn chắc chắn đang nói dối Lại còn muốn chạy trốn Chắc chắn là người của bảo an đường, nên báo quan Giao nhân sâm ra đây Ta không biết ngươi nói nhân sâm gì cả Ta không có thời gian nói nhảm với ngươi Mau giao dược liệu lần trước Của bảo an đường các ngươi ra đây Nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi đâu Xương này nếu bị ta dẫm nát Vậy cả đời này ngươi đừng hòng đứng dậy được nữa người tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ đừng dẫm đừng dẫm ta nói hết ta nói hết ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nói rõ mọi chuyện đi nếu không chân ta không biết lúc nào sẽ dùng sức dẫm xuống lời chân phế ngươi vậy thì đừng trách ta ta biết rồi ta nhất định sẽ nói rõ hết hắn khai hết mọi chuyện ngay cả diệp lan nghe thấy hắn và ông chủ bảo an đường cầu kết âm mưu cướp đoạt dược liệu của lâm kiều kiều cũng không nhịn được phi một tiếng ta khinh mấy tên lòng lăng dạ thú này vì tiền đúng là không cần mặt mũi gì nữa vẫn nên báo quan đi nếu không bọn chúng chắc chắn sẽ lại đi hãm hại người khác Bây giờ ta chỉ quan tâm dược liệu của ta Dược liệu ta nghe nói ông Subo ăn đường Đã mang đến thành trình bán rồi Còn bán được bao nhiêu tiền thì ta không biết Chuyện này muội muốn xử lý thế nào Mọi người giải tán đi Hôm nay chuyện này ta sẽ nhờ người của quan phủ đến xử lý Dược liệu bị lừa cũng sẽ lấy lại Sau khi đám đông giải tán Lúc này trong bảo an đường Ông chủ đang lo lắng chờ đợi Đang lúc hắn lo lắng suy nghĩ miên man Bên ngoài cửa hàng vang lên một tiếng động lớn Hắn vội vàng chạy ra ngoài xem xét tình hình Nhìn người nằm trên đất, chẳng phải là trần tam mà hắn phái đi sao tỉnh dậy trần tam ngươi làm sao vậy lúc này vút một tiếng một phi tiêu ghim vào cột nhà trên phi tiêu có ghi một tờ giấy trên đó viết muốn cứu trần tam và lấy linh dược mang theo năm hai nghìn lượng bạc tối nay canh ba đến rừng ngoại thành gặp mặt trần tam tên ngu ngốc này không những không hoàn thành nhiệm vụ lại còn trúng bẫy của người khác hắn mới không bỏ ra năm hai nghìn lượng để cứu tên ngu ngốc này còn lúc này lâm kiều kiều và diệp la đã trên đường về làng diệp ca ca huynh đón ông chủ bảo an đường tối nay có đến không không đâu vậy tối nay chúng ta có thể về nhà luôn rồi sáng mai đến xem kịch hay vậy thì diễn một vở kịch hay xem nào diệp ca ca các huynh là huyết mình chắc hẳn rất lợi hại phải không ngay cả loại thuốc lợi hại đó cũng có trên giang hồ cũng coi như không tệ về đến làng chỉ nghe thấy từ hướng nhà cô chuyển đến tiếng ô nào lâm kiều kiều vội vàng chạy tới các bác các thúc mọi người đang làm gì vậy kiều kiều cháu không biết à tên này đến nhà cháu trộm thịt hun khói chúng ta đã biết người ngoài làng này nhất định không có ý tốt thấy nhà cháu có thịt nhìn thấy cháu không có nhà liền đến trộm đồ không ngờ bị chúng ta bắt của tang kiều kiều cô nương may mà cô về sớm nếu không ta đã bị đánh chết vì bị coi là ăn trộm rồi lâm kiều kiều không nhịn được cười thành tiếng những dân làng này chưa từng gặp mạc ly lại coi huynh ấy là ăn trộm kiều kiều cháu quen hắn sao bác tú hoa đây là huynh đệ của diệp ca ca đến tìm diệp ca ca hôm nay cháu có việc lên thành liền nhờ huynh ấy giúp cháu trong coi lò hôn thịt không ngờ lại xảy ra hiểu lầm này huynh ấy không phải ăn trộm mọi người nhầm rồi ôi chào, đúng là đại thủy sông và long vương miếu rồi. người nhà đánh người nhà. xin lỗi nhé, là ta nhầm rồi. thật sự xin lỗi mạc ly huynh đệ. ta xin lỗi. không sao, chỉ là hiểu lầm thôi. hôm nay cháu định làm đồ nướng. dù sao mọi người đều đến rồi. vậy cùng ăn đi. vừa hay thử xem, thịt thun khỏi nướng lên ăn có ngon không? kiều kiều, đồ nướng là cái gì vậy? có phải là thứ mới con làm ra để kiếm tiền không? không phải, đây là đồ chúng ta tự ăn. Bây giờ rất nhiều món ngon đều có thể biến thành việc buôn bán. Nhưng hiện tại Nam Ninh huyện đã có rất nhiều việc buôn bán mới lạ rồi. Bác Thú Hoa, hôm nay tìm đến tìm cháu là có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn cháu dạy ta biết chứ. Sưởng vải mới sắp xong rồi. Ta lại một chữ bẻ đôi cũng không biết, đi làm quản lý sợ là không thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Được, từ ngày mai sẽ bắt đầu dạy cho bác. Chuyện biết chứ? Bác đừng lo lắng. Chúng ta đều là người cùng làng. Tạm thời chưa có ý định tuyển người mới vào. Người trong làng ai lại không phục bác chứ Nói cũng phải Nhưng vẫn nên học trước Để phòng khi cần dùng đến mà Bác Tố Hoa nghĩ vậy là đúng rồi Còn lúc này trong bảo an đường Ông chủ bắt đầu hoảng sợ Bởi vì Trần Tam trong nhà kho hình như sắp chết rồi Ông chủ bây giờ đang là ban ngày ban mặt Ném ra ngoài sẽ rất dễ gây chú ý Bây giờ không ném ra ngoài Đợi hắn thật sự chết trong tiệm thuốc Chúng ta sẽ thành kẻ giết người Đến lúc đó rất khó gột rửa tội danh Bây giờ ngươi ném ra ngoài Hắn còn chưa chết Chết như thế nào Liên quan gì đến chúng ta? Vụ án giết người của đôi vợ chồng lần trước cũng là triệu bộ đầu thẩm tra ra. Nếu ta bị bắt, sợ rằng dù thế nào cũng chết ngươi tìm một tấm vải trắng phủ lên nó là bệnh nhân trong tiệm chất rồi làm kín đáo một chút ai mà phát hiện ra được hơn nữa ta còn có tờ giấy hôm qua dù quan phủ thật sự tìm đến cửa chúng ta cũng có bằng chứng chứng minh cái chất của trần tam là do người khác gây ra lúc này triệu bộ đầu dẫn theo một đám bộ khóa đến chính sảnh bảo an đường ông chủ của các ngươi đâu ông chủ vội vàng đi ra bẩm đại nhân tiểu nhân chính là ông chủ của bảo an đường không biết ngài đại giá quang lâm có việc gì cần sai bảo hai bộ khóa đi chặn cửa sau vừa lúc chặn được trương đại phu khiêng trần tam trở lại bảo an đường triệu bộ đầu chúng ta đến cửa sau vừa lúc bắt được hai người này bọn họ đang định chuyển trần tam đi triệu bộ đầu trần tam này tuy là đại phu trong tiệm của ta nhưng không phải ta ra tay đâu nếu không phải ngươi ra tay vậy sao ngươi lại vội vàng khi người ta từ cửa sau ra ngoài bởi vì bởi vì ta sợ hắn chết trong tiệm của ta sẽ bị nghi ngờ là hung thủ giết người cho nên chỉ có thể dùng hạ sách này mong đại nhân minh xét người này thật sự không phải ta hại đưa hết về nhà môn